cảng cá ở tỉnh Quảng Ngãi đang nhộn nhịp, nhiều tàu thuyền đánh bắt hải sản gần bờ sau chuyến ra khơi đầu năm đã trúng đậm cá cơm. Lọc biển đầu năm lại được giá nên bà con ngư dân rất phấn khởi. Đây là tín hiệu vui khởi đầu cho một mùa biển nhiều hy vọng và niềm tin thắng lợi. Sau một đêm ra khơi, chiếc tàu cá mang số hiệu QNG91892TS của ngư dân Phạm Thạch cập cảng Sa Kỳ với gần 7 tấn cá cơm. Với giá cá cơm từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng 1kg như hiện nay, thì chuyến biển này thu về khoảng 100 triệu đồng. Trừ các chi phí, mỗi lao động trên tàu thu nhập hơn 5 triệu đồng sau một đêm ra khơi. Nếu mà gặp như hôm qua một chiếc thì có thể một bữa biển là 15 triệu, còn bọn tới nó 14 tấn đó. À, tính rồi một bữa biển là nó bò hôm qua gần trên 300 triệu. Và đi 9 người, 10 người thì có 15 triệu rồi phân bổ rồi. Cảng Sa Kỳ luôn tấp nập tàu thuyền ra vào bán cá cơm. Tàu này vừa bán cá xong là tàu khác chen vào để kịp cho thương lái thu mua. Người dân tất bật phân loại cá cơm đưa từ khoang tàu lên bờ trong niềm vui được lọc biển đầu năm. Nguồn cá cơm dồi dào không chỉ giúp người dân có thêm nguồn thu nhập mà khâu dịch vụ hậu cần nghề cá trên bờ cũng ăn nên làm ra. Các xe đông lạnh được tư thương chuẩn bị sẵn để thu mua và chuyển đi tiêu thụ. Ngày nay thì mình cũng được khoảng gần 20 tấn. Đấy là năm mới mà nếu là được có lượng có dài thì mình cũng rất là vui vẻ, là phấn khởi. Cá cơm về nhiều trên vùng biển Quảng Ngãi khoảng nửa tháng nay. Tàu ra khơi cách bờ khoảng 6 hải lý là buông lưới bắt cá. Một tàu trung bình bắt được khoảng 5 đến 7 tấn cá cơm mỗi đêm. Có tàu trúng luồng cá khai thác được gần 14 tấn. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, thời tiết trong những ngày đầu năm mới Quý Mão khá thuận lợi, nên bà con ngư dân tranh thủ ra khơi đánh bắt, nên sản lượng hải sản khai thác đạt cao. Kế hoạch là khai thác là 265.000 tấn, thì giảm dần sản lượng và tăng cái chất lượng để mà ổn định cái giá trị sản xuất của ngành. Thì trong cái quá trình quản lý nghề cá thì Sở Nông nghiệp cũng như là các cái cơ quan chức năng cũng địa phương là cũng luôn luôn là tuyên truyền cho bà con chấp hành tốt các cái quy định về chống đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo không theo quy định để mà xây dựng cái ngành thủy sản phát triển bền vững. Trước mắt là tháo gỡ thẻ vàng của EC đối với thủy sản khai thác của Việt Nam. Được mua cá cơm, lọc biển đầu năm mới đang tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để ngư dân Quảng Ngãi tiếp tục vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.